Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 18 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần 18 này là Tráng xuân nữ hải, jian li liu lang tong wu, gu er yuan. Tráng xuân nữ hải là cô gái ở thành phố Thường Xuân. Jian li này là xây dựng hoặc là thành lập cũng được. Jian li liễu lang tung u là tức là những động vật lang thang. Liễu lang tung u cu ở duyên, cu ở duyên là cô nhi viện, nhưng mà đây là một cái cách nói thôi, cho nên là bỏ vào trong cái ngoặc kép. Cô gái ở Trường Xuân thành lập cô nhi viện dành cho những động vật lang thang, tức là những con chó con mèo đồ mà vô chủ đi lang thang ngoài đường thì cô ấy sẽ đưa về nuôi. Mình đọc lại một lần. Sáng xuân nữ hải, Jian Li Liễu Lang Tung Wu Gu Er Yuan. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Wei Hong Zhuo Shi Yi Ming Chang Xuân Nữ Hải. Wei Hong Zhuo là Ngụy Hồng Trác, Ngụy là họ Ngụy, chữ Hồng là lớn lao đó, đại triển hồng đồ đó. Và từ Zhuo là chữ Trác, Trác tức là nổi bật. Wei Hong Zhuo Shi Yi Ming Chang Xuân Nữ Hải. Ngụy Hồng Trác là một cô gái người Thường Xuân, di miễn tức là dĩ cưa thôi. Liêu Điển Lại là 6 năm nay. Liêu Điển Lại, Tha Bài Thiên Cung Chua. Tha Bài Thiên Cung Chua, ban ngày thì cô ấy làm việc. Hoàn sang hở trâu mô, buổi tối và cuối tuần. Giao trâu cu là phải chăm sóc. Chăm sóc gì nào? Chỉ sử trứ liễu lang mau cổ. Chăm sóc mấy mươi con mèo và con chó lang thang, tức là không có người nuôi dưỡng đàng hoàng đó. Hoàn sang hở trâu mô giao trâu cu, chỉ sử trứ liễu lang mau cổ. Yên quê suy giao trâu cu tờ tung u yue lại yue tố. Yên quê là bởi vì suy giao trâu cu tờ tung u, những con vật cần được chăm sóc yue lại yue tố là ngày càng nhiều. Wei Hong Zhuo, Wei zhe xie zhong wu, zhao dao le yi jian fang zi. Ngụy Hồng Trác, từ Wei đây xem như là từ kỳ cũng được. Kỳ zhe xie zhong wu, zhao dao le yi jian fang zi. Zhao dao le yi jian fang zi là tìm được một căn nhà cho những con vật này. Wei là vì những con vật này mà tìm được một căn nhà đó, tức là tìm được một căn nhà cho những con vật này thôi. Thì từ Wei đây có thể đổi bằng từ kỳ. Quay trở xe tung u, trào to là y chén phản giờ. Ban chỉ là từ ban này là tổ chức. Ban chỉ là liễu lang tung u tờ cu ở duyên. Tổ chức một cái cô nhi viện, mà đây là một cách nói thôi. Bỏ vào trong một cái ngoặc kép là như vậy đó. Tổ chức một cái cô nhi viện dành cho những động vật lang thang. Liễu lang tung u. Liễu lang xe thổ là lưu lạc đầu đường xó chợ đó. Cách nói vậy. Căn cứ liệu chế là được biết. Wei Hong Zhuo hở chỉ tha chư yên trợ. Được biết là Ngụy Hồng Trác và những tình nguyện viên khác. Chỉ tha là khác. Chỉ tha chư yên trợ là những tình nguyện viên khác. Tình nguyện viên. Tô xẻ sĩ qua đều đã từng học. Từng học cái gì nè? Tôn ngu chen kháng là sức khỏe của động vật. Hở chiêu tru chư sư và kiến thức về cứu giúp. Chiêu tru là cứu trợ, tức là cứu giúp. Như vậy là Ngụy Hồng Trác và những tình nguyện viên khác nữa đều đã từng học Tô Sẻ Sĩ Qua, Tô Ngu Chen Khang về sức khỏe của động vật và cái kiến thức cứu giúp động vật. Tô Ngu Mến hoặc là Tô Ngu Mến cũng được. Chu Chai Trơ Lị, những con động vật sống ở đây, tức là những con chó, con mèo lang thang á, sống ở đây. Khởi gì tở to hỉnh hò tờ trâu cu. Khởi gì tở to là có thể có được, hỉnh hò tờ trâu cu là sự chăm sóc rất là tốt. Trâu cu là chăm sóc. Trâu cu hải sự chăm sóc con cái. Trâu cu phu mù chăm sóc bố mẹ. Từ trâu cu cách dùng như vậy. Ngoài ra là sự chăm sóc nếu nó là danh từ. Trơ cơ tông u. Trơ cơ tông u, cu ở yên.
cô nhi viện động vật này, cái cô nhi viện động vật này, đây vẫn là cái cách nói trong hoặc kép nha. Hiện tại có 30 chú cột và 20 chú mèo. Hiện nay có hơn 30 chú chó và hơn 20 chú mèo. Hiện tại có 30 chú cột và 20 chú mèo. Wei Hongzhuo说, Ngụy Hồng Trác đã nói, họ đã tìm được những chủ nhân mới. Gì chính là đã làm gì nào? Trào to là xin chủ nhân, tìm được những chủ nhân mới. Tìm được những chủ nhân mới cho ai? Rồi, quay trơ xe liễu lăng mau cậu cho những con vật, những con chó và những con mèo lang thang. Cho một số con chó và con mèo lang thang. Như vậy là trước đây họ từng nhận về nuôi, và sau đó thì họ cũng tìm được chủ nhân, những người mà yêu thích chó mèo đem về nuôi rồi. Răng tham minh dụ là xin gia, để cho chúng có một cái gia đình mới. Mình đọc lại nha. Quay khủng rô số tham minh dị chiến quay y xe liễu lang mau cổ trào tao là xin chủ rỉnh. Răng tham minh dụ là xin gia. Tha si quang, cô ấy hy vọng hình khoai dè nẫn cũng nhanh chóng có thể. Hình khoai về nữa, có thể gì nào? Trào tao xin trù rỉnh, tìm được những chủ nhân mới. Chủ nhân mới cho ai? Quay tru chai trơ lì tâm mau cậu. Trào tao xin trù rỉnh, tức là tìm được những chủ nhân mới cho những chú chó và những chú mèo đang sống ở đây. Từ quê có thể đổi thành từ cày được. Tha si quang hình khoai, về nữ quê, tru chai trơ lì tâm mau cậu. Trào tao xin chủ nhân. Quay khủng rô mấy cơ yêu yêu y quan khoai chén công tư. Ngụy Hồng Trác mỗi tháng có 10.000 đồng tiền lương y quan khoai. 10.000 đồng y quan khoai chén công tư là lương. Tha tờ trơ xe chén, những cái tiền này của cô ấy, hoặc là khoản tiền này của cô ấy, tha tờ trơ xe chén. Tô kề mau cầu mài lên sứ thờ tông xí, đều mua đồ ăn cho chó và mèo hết. Tha tờ trơ xe chén tô kề mau cầu mài lên sứ thờ tông xí. Trơ mơ tô mau cầu, nhiều chó mèo như vậy. Trơ mơ tô mau cầu, mèo chó. Mày cứ ghê sứ tông xí, mỗi tháng ăn đồ, về giao hoa hình tố chén cũng tốn rất là nhiều tiền. Mày cứ ghê chư tông xí, tức là mày cứ ghê tham minh chư tông xí đó. Đấy, chúng ăn đồ ăn á, về giao hoa hành có sẻn cũng phải tốn rất nhiều tiền, hóa đây là tiêu tốn. Quay khủng rô số, Ngụy Hồng Trác nói, tha phê sẵn hoan diễn, xì hoan tông u tờ rỉnh. Cô ấy rất là hoan nghênh, rất là chào đón. Xì hoan tông u tờ rỉnh, những người yêu thích động vật. Gia ru là gia nhập hoặc là tham gia vào. Tham minh liễu lăng tông u cu ở yên, nhưng mà tham gia vào cái cô nhi viện dành cho những động vật lang thang của họ. Mình đọc lại. Quay khủng rô số tha phê sẵn hoan diễn xỉ hoan tông u tờ rỉnh. Gia ru tham minh tờ liễu lăng tông u cu ở yên. Xí quang ta gia y chỉ băng trụ trơ xe khở ai tờ xẻo tông u. Hy vọng mọi người y chỉ băng trụ cùng nhau giúp đỡ trơ xe khở ai tờ xẻo tông u, những con động vật nhỏ bé đáng yêu này. Thì vừa rồi là mình đã giải thích nội dung, ý nghĩa chi tiết của nội dung của bài. Bây giờ thì xin mọi người mình nghe mình đọc lại một lần. Phần này là giúp cho mọi người luyện nghe. Thì mọi người nghe đi nghe lại nhiều lần để thành thói quen, và nếu kể lại được trôi chảy thì mới thành công nhé. Sau đây xin mời mọi người bắt đầu nghe nè. Wei Hongzhuo shi yi ming changshun nü hai. Liu nian lai, ta bai tian gong zuo. Wǎn shàng he zhou mò yào zhào gu ji shi zhi liu lang mao gou. Yīn wèi xù yào zhào gu de dōng wù
越来越多。魏红桌为这些动物找到了一间房子，搬起了流浪动物的孤儿院。根据了解，魏红桌和其他志愿者都学习过动物健康和救助知识。动物们住在这里可以得到很好的照顾。这个动物孤儿院现在有30多只狗和20多只猫。魏红座说，他们已经为了一些流浪猫狗找到了新主人，让他们有了新家。他希望很快也能为住在这里的猫狗找到新主人。魏红桌每个月有10000块钱工资，他的这些钱都给猫狗买了吃的东西。这么多猫狗每个月吃东西也要花很多钱。魏红桌说，他非常欢迎喜欢动物的人加入他们的流浪动物孤儿院，希望大家一起帮助这些可爱的小动物。Và đến đây thì mình kết thúc phần 18 của chương trình học nâng cao. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Và cũng nhân đây chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua mùa dịch này nhé. Xin chào.